Xin chào các bạn. Hiện tại Ân đang chạy xe ở con đường đẹp nhất Chi Tôn, An Giang, được mệnh danh là con đường tơ lụa. Sở dĩ nó có cái tên đặc trưng này là do con đường quanh co, uốn lượn rất đẹp, nằm giữa thung lũng Tà Bạ và núi Cô Tô, hay còn gọi là Phụng Hoàng Sơn. Phía bên tay trái Ân là núi Cô Tô, cao 614m. Khi xưa đây là con đường đất của bà con đồng bào dân tộc Khmer dùng để vận chuyển phân chuồng, nông sản, lúa. Lúc xưa Ân chạy con đường này té mấy lần rồi, nó nhỏ nhỏ mà trời mưa lại trơn nữa. Bây giờ con đường được bê tông quá, chạy xe rất là dễ, thuận tiện và các bạn có thể chạy ô tô vào được luôn đó nha. Cánh đồng mà con đường này chạy qua có tên là Tà Hu. Điểm đặc sắc của cánh đồng này là lúa chín không đồng đều, tạo ra thảm lụa màu rất đẹp khi các bạn nhìn từ trên cao. Ngoài ra, nơi đây còn có một loại cây đặc trưng, đó là cây thốt nốt. Tại An Giang thì thốt nốt tập trung nhiều nhất ở hai huyện Tịnh Biên và Chi Tôn. Các bạn muốn thưởng thức thốt nốt ngọt, ngon, thơm thì nên đến vào mùa nắng. Lý do cũng đơn giản thôi, vì khi mưa nhiều, nước thốt nốt nó sẽ bị loãng, nên lúc đó chúng ta uống thì nước nó sẽ không được ngọt. Len lỏi vào giữa con đường này thì chúng ta tận mắt chứng kiến những cảnh rất là thôn quê bình dị. Đây là cánh đồng khoai môn và những bụi cây mà gặm gặm các bạn thấy đó, đây một bốn con bò đang đi về nhà bà con chứ. Đây những bụi cây này nè là cây chăm. Các bạn biết là cây chăm chứ? Thì cây chăm nó ra trái vào khoảng tầm đầu tháng 5 khi mà có cơn mưa đầu tiên. Các bạn có thể đến nơi này hái chăm và thưởng thức tại chỗ. Ngoài ra ở Chi Tôn và Tịnh Biên có nhiều lễ hội mang đậm nét bản sắc dân tộc của đồng bào Khmer, như là Tết cổ truyền dân tộc Chư Chăm Thơ Mây cùng lễ hội Té Nước diễn ra vào tháng 4 hàng năm. Đặc biệt vào ngày 24-25 tháng 9 tới sẽ diễn ra lễ hội Đoan Ta, hay là lễ cúng ông bà, lễ hội lớn nhất trong năm của đồng bào dân tộc Khmer. Các bạn nhớ nha, ngày 24-25 tháng 9 tới, tức là cuối tuần này. Bên cạnh đó, Liên đoàn Dù lượn thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng huyện Chi Tôn tổ chức biểu diễn dù lượn bay trên mùa lễ hội tại khu thể thao du lịch Tà Bạ Sò Chét, xã Núi Tô. Trong sự kiện này, các bạn có thể đăng ký bay trải nghiệm, thì cái link đăng ký ở đại phía dưới, các bạn có thể vào xem. Ngoài ra, trong tháng 9 này, các bạn còn có thể xem lễ hội đua bò được diễn ra vào ngày 24 tháng 9 tới. Thì tại Chi Tôn đã diễn ra đua vòng huyện vào ngày 18 tháng 9 vừa qua. Điểm đặc biệt lưu ý của cánh đồng Tà Hu là lúa chỉ có vào mùa mưa, thì các bạn lưu ý, đặc biệt lưu ý nha, nếu mà đi vào mùa khô thì không có lúa đâu nha. Mùa mưa tại An Giang bắt đầu khoảng tầm tháng 6 và kéo dài đến hết tháng 11. Ngoài trải nghiệm tham quan trên cánh đồng thì các bạn có thể là đi leo núi, như là phía trước các bạn là núi Cô Tô, phía cái mỏm mà nhô nhô ra là người ta gọi là tảng đá Đồ Vôi. Thì núi Cô Tô thì các bạn có thể đi 2 ngày 1 đêm và điểm dừng chân mà Ân thấy lý tưởng nhất là Vỏ Hội Nhỏ nằm trên núi Cô Tô. Đây là lúa chín vàng trên cánh đồng Tà Bạ. Thì lúc nãy các bạn thấy đó, mà Ân quay cùng một khung ảnh nhưng mà chỗ này thì lúa chín vàng, chỗ khác thì lúa đang gieo, chỗ khác thì lúa lại xanh mơn mởn. Đó là điểm đặc trưng của cánh đồng Tà Hu này. Thông tin thêm đến các bạn là vào tháng 9, An Giang là nước lũ đã về, thì nước nó tràn đầy đồng, tạo ra một cảnh sắc bao la mênh mông vô cùng đẹp. Các bạn có thể là chạy bộ hoặc là đạp xe đạp trên những con đường đê len lỏi qua cánh đồng ngập nước. Để biết thêm nhiều cảnh đẹp, nhiều trải nghiệm thực tế, các bạn hãy đến An Giang một lần nhé. Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp với Ân qua Facebook, Zalo để được hỗ trợ thông tin du lịch hoàn toàn miễn phí. Và đừng quên like và ủng hộ kênh của Ân nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.